Buông ra, buông ra, buông tôi ra, buông ra. Thực ra anh là ai? Tôi biết cô muốn hỏi tôi rất nhiều thứ, nhưng sao tôi phải cho cô biết chứ? Báo cáo, có người đuổi theo. Tiết Dân Tận. Dân ca, yên lặng. Không yên tôi giết cô đó. Ngồi yên. Dân ca, Dân ca, ngồi yên không? Tôi giết cô bây giờ. Không sao chứ? Không sao. Xin lỗi Dân ca, em không nghe lời anh. Cái này khoan nói. Chờ anh chút. Nói, sao lại bắt cóc Tư Ý? Ngươi có mục đích gì? Dân Tận, mục đích của chúng ta như nhau thôi. Đều là gì? Số tiền quỹ của nhà họ Đoàn. Ai phái ngươi đến? Ngươi, trong lòng ngươi hiểu rõ mà. Dân ca, rốt cuộc là có chuyện gì? Anh cũng không biết. Tay em sao rồi? Không sao. Đi, anh đưa em đi. Ở đây nguy hiểm lắm. Trưởng giáo vụ, cậu muốn đi đâu? Quảng Phương, anh làm gì kiểu gì vậy? Trưởng giáo vụ, đây không phải hướng về trại huấn luyện. Anh muốn đưa cô ta đi đâu? Giáo quan Quảng, phía trước có người tiếp ứng. Trưởng giáo vụ muốn đi bắt họ, cô im đi. Anh mới im đi. Không đi bắt người đi. Đứng đây làm gì? Tìm người. Rõ. Trưởng giáo vụ, đi thôi. Tôi đích thân đưa cậu về trại.
Đi. Dân ca, lời giáo quan hoàng nói vừa rồi có ý gì? Tiền của nhà họ Đoàn là sao? Nhà em sao có tiền quỹ? Em không nhìn ra hắn cố ý nói vậy à? Anh giấu em chuyện gì à? Đừng nghĩ lung tung. Dân ca, có chuyện gì phải nói cho em biết chứ. Không tin anh à? Em không có ý này. Tư ý à, em phải tin anh. Dù có chuyện gì, anh cũng sẽ không hại em. Còn đau không? Hết rồi. Em muốn đi ngủ. Ừ, ngủ đi. Anh ở đây với em. Không cần. Để người khác thấy không tốt cho anh. Anh để số 7 qua với em đi. Chị em tốt của em đó. Được, để anh đi. Bảo vệ, Tiểu Ngư, tôi có việc nhờ cô. Việc gì cứ nói. Tôi muốn điều tra sao giáo quan hoàng lại muốn bắt tôi. Việc này rất quan trọng. Cô muốn tôi làm sao? Nhân lúc anh ta còn ở bệnh viện, tôi muốn tìm cách tiếp cận anh ta, hỏi cho rõ. Để tôi. Có người đến. Sư phụ, Tư Ý sao rồi? Không sao, bị thương ngoài da thôi. Sư phụ vào đi. Để con bé nghỉ ngơi. Ở đây nhiều người không hay. Đồng bọn có vài tên mà cả gan lén vào trại huấn luyện cướp người đi. Chưa kể trước đó Dân Tẩn cũng đã nhắc nhở rồi. Quảng Phương, cậu bảo vệ kiểu gì vậy? Đám đồng bọn bắt được chưa? Vẫn chưa, nhưng cho dựng trạm kiểm soát trên tuyến chính rồi. Điều tra được thân phận hắn chưa? Hiện tại hắn đang hôn mê, không thể thẩm vấn. Bác sĩ nói phải sáng mai mới tỉnh lại được. Điều tra xong, lập tức báo cáo ngay. Rõ, rõ. Điều tra chỗ hắn ở, điều tra rõ thân phận của hắn. Rõ, Trần Giáo Vụ.
Nè, dậy đi. Nè, dậy đi. Tôi biết ngay cô sẽ tới. Tại sao? Tại vì chỉ có mình tôi mới giải đáp được nghi ngờ của cô. Tại sao anh bắt tôi? Ba cô sở hữu một gia tài mà đáng ra không nên có. Ông ấy không nói với cô à? Tôi không hiểu anh nói gì cả. Không lẽ cô chưa bao giờ nghi ngờ về cái chết của ba mẹ cô sao? Còn có lý do cô được đưa đến trại huấn luyện. Không lẽ cô chưa bao giờ nghi rằng Tiết Dân Tẩn có mục đích khác sao? Ý anh là gì? Qua đây. Qua đây tôi nói cô nghe. Qua đây. Thực ra sự thật chính là... Sao tay anh run vậy? Anh là người Nhật Bản. Tôi không để anh bắt nữa đâu. Người đâu? Người đâu? Đứng lại. Tư ỷ. Tư ỷ. Là anh. Là anh. Là anh. Dân ca, em nhanh chóng về phòng mình đi. Ở đây giao cho anh. Dân ca. Sao Giáo Quan Hằng lại chết? Hắn muốn bỏ trốn nên tôi giết hắn. Bỏ trốn? Bảo vệ đâu? Anh còn dám hỏi tôi câu này à? Bảo vệ? Thả tôi ra. Anh bắt tôi làm gì? Thả tôi ra. Thả ra. Có chuyện gì? Sao lại rời chỗ gác? Báo cáo, số 7 giả ma dọa chúng tôi. Tôi không có, tôi đi dọn ra giường. Tự nhiên anh ta bắt tôi. Dọn ra giường? Rõ ràng cô là đồng bọn của tên Hằng. Cố ý dọa bảo vệ để giúp hắn chạy trốn đúng không? Nói là tôi. Chào trưởng giáo vụ, quản giáo. Tay tôi bị thương nên nhờ số 7 dọn ra giường giam mình. Không phải Giáo Quan, là cô ta giả ma. Anh đừng nói bậy. Số 12, cô làm gì ở đây? Tôi vẫn luôn ở trong phòng bệnh thì nghe âm thanh kỳ lạ như có ai đó hét lớn. Nè, anh luôn đứng ở cửa, anh cũng nghe đúng không? Hình như có nghe. Số 12, Giáo Quan quản. Lúc thì nghi số 7, lúc lại nghi số 12. Có phải tính nghi luôn tôi không? Trưởng giáo vụ, anh không muốn biết sự thật hay sao? Anh chịu quản sớm thì chuyện bắt cóc đâu xảy ra. Người do tôi giết, tôi sẽ giải thích với tổng giáo quan. Anh về đi. Tôi đợi kết luận của anh. Cậu đưa cô ấy về trại. Rõ. Tư ỷ à, không phải anh đã nói đừng nhúng tay vào chuyện này rồi sao? Tại trốn không được nữa rồi hắn lại bắt em. Em tự đi tìm hắn. Tìm hắn làm gì? Dân ca, ba em đang giữ tiền quỹ đúng không? Chuyện xảy ra với nhà của em cũng do nó. Hắn đã bắt cóc em, em còn tin hắn à? Nhưng đây là cách giải thích duy nhất. Em biết kẻ thù là ai rồi. Là ai?
Người Nhật. Tùy, trước khi chuyện này điều tra rõ ràng, đừng vội kết luận. Em thử nói tiếng Nhật với quản giáo Hạc, hắn nghe hiểu, chứng tỏ hắn là người Nhật giết ba em cũng vì tiền quỷ. Em sẽ tìm họ báo thù. Tư ý à, chuyện báo thù cứ để anh. Em ngoan ngoãn ở đây được không? Em không muốn chạy trốn nữa. Dù sao họ cũng biết em ở đây, em không trốn được đâu. Dân ca, em muốn mau tập luyện, dù cực khổ ra sao đều chịu được. Em phải học cách tự bảo vệ mình. Lúc anh không ở bên, em cũng có thể tự lo cho mình. Dù ở đâu, anh cũng bảo vệ em. Sao rồi? Không sao chứ? Tiểu Ngư, tôi biết rồi. Ai ở đó? Dọa chết em rồi. Là em. Cô gái nhỏ, em không lên tiếng trốn ở đó làm gì? Lúc nãy em nghe thấy tiếng súng ở bệnh viện, em sợ lắm nên tìm chỗ trốn. Chuyện gì vậy chị? Giáo quan Hàn muốn chạy trốn nên bị giết rồi. Hả? Chị không sao chứ? Không phải chị đang đứng đây sao? Hắn lại muốn bắt cóc chị hả? Hắn... đầu cô dính gì nè? Em hỏi nhiều vậy làm gì? Chuyện người lớn đừng nhiều chuyện. Em lo cho hai chị mà, có chuyện gì đừng giấu em. Chị Tiểu Ngư, nói cho em biết đi. Nói đi mà, nói đi. Chị ngủ đi. Dạ. Đi thôi. Tiết Dân Tận đã báo cáo với tôi nguyên nhân Trợ Dẫn Hàng chết. Sao rồi? Có vấn đề gì không? Có dấu vết đánh nhau trong phòng Trợ Dẫn Hàng. Trưởng giáo vụ không nói ông biết sao? Sao? Chuyện này là như thế nào? Đây là điểm đáng ngờ nhất. Sau vụ việc tôi đã đến phòng điều trị, nhưng tôi chưa kiểm tra rõ ràng thì đã bị Tiết Dân Tận kéo đi. Nhưng tôi thấy dưới nền có dấu chân dính máu của một người phụ nữ. Số 12, em đang làm gì vậy? Lúc nãy trong phòng bệnh này, em nghe thấy âm thanh kỳ lạ nên em đã hét lên. Thật trùng hợp, trên mũi giày của Đoàn Tư ỷ cũng có vết máu. Kết hợp với bằng chứng tìm được, tôi nghi ngờ Tư ỷ đánh lạc hướng Linh Canh để vào căn phòng. Kết quả bị Trợ Dẫn Hàng bắt cóc đi. Lúc này Tiết Dân Tận đến giết chết Trợ Dẫn Hàng. Trong báo cáo của Tiết Dân Tận không đề cập chuyện này, chắc là đang che giấu điều gì. Trưởng ban, tôi nghĩ Tiết Dân Tận muốn đưa Đoàn Tư ỷ chạy trốn khỏi trại huấn luyện. Nói, sau khi Đoàn Tư ỷ được giải cứu, tôi tìm thấy xe của Tiết Dân Tận chạy khỏi từ hướng của trại huấn luyện. Đây không phải hướng đi đến trại huấn luyện. Cậu muốn bỏ chạy với cô ta? Phía trước còn kẻ tiếp diện, anh ấy đang tiếp ứng. Cậu câm miệng. Anh im miệng thì có. Người chạy trốn chưa bắt được nữa kìa. Sau khi chuyện đó xảy ra, Trợ Dẫn Hàng đúng là con đồng bọn. Nhưng thử nghĩ mà xem, cậu ấy vừa cứu được Đoàn Tư ỷ, thì làm sao đưa Đoàn Tư ỷ đâm đầu vào nguy hiểm? Cho nên cậu ta nói dối. Tiết Dân Tận này không đáng tin. Tôi nghĩ là ông nên cẩn thận một chút. Cho người bí mật theo dõi Tiết Dân Tận và Đoàn Tư ỷ cho tôi, đặc biệt là khi hai người họ ở cùng nhau. Tôi muốn nghe lại những gì mà bọn họ nói, từng lời từng lời. Rõ. Tất nhiên là không để cho bọn chúng biết. Tôi hiểu rồi. Trưởng ban, hay là làm chút mánh khóe trong văn phòng Tiết Dân Tận, gây ra rắc rối.
Tôi sẽ tìm cơ hội đuổi cậu ta ra khỏi văn phòng. Vậy tôi đi trước. Nhiệm vụ của Hỷ Thước thất bại, chúng ta cũng bị mất liên lạc luôn. Có muốn tôi sắp xếp cứu viện ngay không? Tổ chức hiện có một nhiệm vụ lớn hơn muốn chúng ta làm. Không thể tham lợi lớn, mất lợi nhỏ. Tạm thời cứ để cho mọi người án binh bất động. Hiểu rồi. Vậy còn việc bắt giữ Đoàn Tư Ý cần tiếp tục nữa không? Tất nhiên. Đoàn Tư Ý không thể trốn trong trại huấn luyện cả đời. Miễn là cô ta còn sống thì sớm muộn gì nhất định cũng sẽ rơi vào tay chúng ta. Sư phụ, Dân Nhi đến rồi à? Dạ, cầm theo cái gì đó. Hiếm khi ở nhà thầy ăn cơm, con đem chút rau qua. Mua nhiều quá vậy? Cà tím, ớt trái, cần tây nữa, còn có thịt trong đó. Chỉ có chúng ta ăn sao hết. Ăn không hết thì để lần sau cũng được. Có lần sau nữa à? Thầy làm sao vậy? Mời em một bữa thôi mà. Không ăn hết thì con cầm về. Đúng rồi, Tư Ý sao rồi? Lần trước chuyện trợ giảng hàng chết, con bé sợ lắm không? Tư Ý thông minh lanh lợi, chuyện xảy ra lần trước đã chạy về phòng bệnh của mình rồi. Được rồi, đừng nói chuyện đó. Nghỉ ngơi đi, thầy nấu cho. Nấu xong gọi con ăn, để con làm cho. Thôi nghỉ ngơi đi. Dạ. Sư phụ, thầy làm cay nhiều lên nha. Tỷ muội tình thâm, Thu Nhan Huệ Tùng. Thu Nhan, vợ ba. Dân Nhi, Dân Nhi, sao mới đây đã ngủ rồi? Sư phụ, cơm xong rồi à? Sao nhanh vậy được? Cái tay này của sư phụ gắt rau rất bất tiện, con giúp thầy rửa rồi cắt rau cho sạch, sau đó sư phụ làm cho. Sư phụ, cứ để cho con. Hôm nay thầy hãy nếm thử tài nghề của con. Được, người làm sư phụ này cuối cùng cũng được nếm thử tài nghề của đệ tử. Con làm nha. Được.
Tiết Dân Tận, rốt cuộc cậu muốn làm gì? Cô đang làm gì vậy? Xin lỗi, tôi đang tập bắn, không có đạn đâu. Sao lại luyện súng ở đây? Tôi chỉ đang tập thôi. Tôi chỉ là cảm thấy mới là một buổi huấn luyện. Bắn đạn thật đầu tiên. Thành tích cô tốt như vậy, ai dạy cho cô? Là tôi tự nghĩ ra. Cô thông minh thật. Tiểu Ngư, sao cô đến đây? Tôi thấy cô không ăn cơm, nên đem chút đồ ăn cho cô. Qua đây. Tiểu Ngư, cô thật tốt bụng. Ở đây có cô gái nhỏ, đại tráng và cô. Tôi thấy rất hạnh phúc. Nhỏ tuổi thì nhỏ tuổi, đại tráng đôi khi rất bất cẩn. Tuy cô nhỏ tuổi hơn tôi, nhưng giống như chị gái chăm sóc bảo vệ tôi vậy. Đương nhiên rồi, tôi là giang hồ tin đồn Tiểu Ngư ca mà. Tiểu Ngư ca, nếu như sau này cô phát hiện ra tôi nói dối, cô còn coi tôi là bạn không? Tất nhiên là còn. Ai cũng có bí mật riêng của mình. Bạn bè tốt không phải để hiểu nhau sao? Tiểu Ngư, tôi không muốn giấu cô nữa. Thật ra tôi không phải Yên Đăng Thần, tôi là Đoàn Thư Ỷ. Cô chính là người Tử Cương hay nhắc đến, Đoàn Thư Ỷ. Cô biết Tử Cương sao? Anh coi anh đó, khi Tiểu Ngư vẫn còn ở bên thì lại thờ ơ. Con bé đi rồi thì bệnh lên bệnh xuống. Anh khỏe hơn chưa? Khỏe hơn rồi. Cũng nhờ Đỗ Tử Cương đã giúp tôi rất nhiều. Đỗ Tử Cương phát hiện thân phận anh rồi à? Thằng bé thông minh lắm, lại có chí tiến thủ. Triệu Bằng, tôi muốn thảo luận với anh, xem chúng ta có thể nào thu nhận thằng bé được không. Tôi nghĩ Đỗ Tử Cương không tệ, bồi dưỡng tốt có thể dùng được. Đúng rồi, cũng không biết Tiểu Ngư tìm được Đoàn Tư Ý chưa. Không thì ta gặp Đỗ Tử Cương đi, có lẽ thằng bé sẽ biết một chút nội tình được đó. Bà còn ông ấy bị bệnh nan y và chết vì bệnh. Chỉ là bác Đoàn của con, bác ấy chết thì hơi lạ. Đúng rồi, còn có Tư Ỷ, chị ấy không phải là đảng cộng sản. Mấy cái khác con không biết. Triệu Bằng, cậu cảm thấy sao? Tôi thấy được. Hai người chơi trò gì vậy? Tử Cương, không phải con muốn tham gia cùng sao? Hôm nay chú nói con nghe, chào mừng con gia nhập. Thật sao? Hay quá. Vậy thì hai người đúng là... Không phải đoán ra rồi à? Tử Cương, con vẫn thuộc nhân sự ngoại vi, tổ chức sẽ tiếp tục quan sát con. Con biết mà. Nếu Tiểu Ngư mà biết được thì nhất định sẽ mừng cho con. Chú Thái, chú đừng lo, con sẽ giúp chú tìm Tiểu Ngư về nhà. Không được, con không thể nào tìm thấy. Tại sao? Tiểu Ngư tham gia trại đào tạo quốc dân đảng, huấn luyện ở sân Tây, đặc công của quốc dân đảng. Không được, con sẽ tìm cô ấy về. Con đứng lại đó. Chuyện Tiểu Ngư không được xen vào. Lúc trước Tiểu Ngư nói chuyện cần thảo luận, nhưng lúc đó con bận quá không để ý. Nếu con quan tâm cô ấy nhiều hơn thì có lẽ cô ấy sẽ không rời đi. Con phải đưa cô ấy về. Con đứng lại đó. Tiểu Ngư, nó là con gái của chú. Người yêu nó nhất không ai khác ngoài chú. Mỗi ngày vào phòng con bé, chú cũng thấy trống trải, trái tim như dao cắt.
nhưng không thể vì cảm xúc cá nhân làm ảnh hưởng đến đại cuộc. Cứ nghe lời chú Thái đi, chú ấy còn đau lòng hơn con. Chú Thái, không thể thế này được đâu. Nếu như có thể dùng mạng sống của mình đổi lấy sự an toàn của Tiểu Ngư thì chú thà chết đi. Nhưng bây giờ không phải lúc. Nhưng mà chúng ta không thể thấy Tiểu Ngư lầm đường lạc lối. Tiểu Ngư sẽ không đi sai đường. Chú tin con bé nhất định vượt qua được khó khăn. Xin lỗi nha Tiểu Ngư, Dương ca bắt tôi phải giữ bí mật nên mới giấu mọi người không dám nói ra. Nhưng giờ tôi không muốn nói dối nữa, đặc biệt là với cô. Tôi hiểu mà. Nhưng mà nếu như là bí mật thì sau này đừng nói nữa. Dù là cô gái nhỏ hay đại trắng, tại sao không thể nói với họ? Bí mật, nếu quá nhiều người biết thì không còn là bí mật nữa. Đúng rồi, cô không nghĩ lý do Tiết Dân Tẩn miễn cưỡng sao? Dù để tránh tai họa thì cô cũng không cần đến đây, càng không cần phải vu oan cho người khác. Có lẽ anh ấy muốn giấu tôi gì đó, nhưng tôi tin là anh ấy chỉ muốn tốt cho tôi. Cô tin tưởng anh ấy đến vậy sao? Ngoài anh ấy ra, tôi còn có thể tin ai đây? Tôi đây, Tiểu Ngư ca. Nghỉ ngơi đi, em tập thêm chút nữa. Tư Ý à, nghỉ ngơi đi. Vậy là ngày mai anh vẫn tập với em chứ? Được rồi. Thật ra em luyện tập rất tốt, giỏi hơn Tăng Cửu Nhã nhiều. Thật không? Thật mà. Có lẽ do hôm nay em cảm thấy thoải mái hơn. Em đã gặp chuyện gì vui vẻ mà không chia sẻ với anh? Em đã nói Tiểu Ngư thân phận thật sự của em rồi. Không phải anh đã nói với em không được nói chuyện này với bất cứ ai sao? Cô ấy là bạn thân nhất của em. Em không muốn nói dối, sao em không rút kinh nghiệm? Có biết sẽ rất nguy hiểm không? Ở đây chỉ có số 2, số 4, số 7 là bạn của em. Em thà gặp nguy hiểm cũng không muốn lừa dối. Hôm nay em nói số 2 biết, mai số 4 cũng biết. Em không sợ họ sẽ nói với người khác sao? Em không sợ. Tư Ý à, ở đây em chỉ có thể tin tưởng anh thôi, không thể tin ai được đâu. Nhưng em nói với cô ấy rồi. Nếu em gặp được bạn tốt thật sự thì cứ đem bí mật nói người đó biết. Sao đầu em có tóc bạc vậy? Làm gì có, để anh xem. Chắc tại nhớ anh nhiều nên tóc em mới bạc. Nói linh tinh. Để em xem. Rơi mất rồi. Anh nói dối em. Anh đâu có, anh vừa làm rơi. Anh nói dối em. Anh làm gì có. Anh nói dối. Anh nói dối em. Để em xem. Để em xem Dương ca. Em phải cởi được mũ của anh ra.
Bắt đầu từ hôm nay, tiết học tâm lý của các cô do tôi phụ trách. Hôm nay, tôi muốn chơi một trò chơi nhỏ với mọi người. Tôi cần một học viên phối hợp với tôi để hoàn thành. Trưởng giáo vụ, chọn tôi đi. Chọn tôi đi, trưởng giáo vụ. Chọn tôi, chọn tôi. Tôi là số 4. Học viên số 9, đứng lên. Kẹp tóc của cô rớt rồi. Không phải của tôi. Vậy thì đưa cho cô vậy. Tôi không muốn thứ rẻ tiền này. Thứ rẻ tiền à? Từ đâu mà cô thấy cái này là đồ rẻ tiền? Viên kim cương này nhìn rất giả. Nhìn vào thì lấp lánh, nhưng rõ ràng là mạ vàng. Có vẻ cô rất rành. Sao lại không thấy cô mang nữ trang? Cô đừng nói với tôi là do học viên không được mang đồ trang sức. Các cô đây đều là nữ sinh. Ai lại không giữ riêng vài món trang sức? Trời sinh tôi ra không thích những thứ này được chứ? Từ cuộc trò chuyện này, tôi tin cô có thể nhận được xuất thân số 9 không tồi, nhưng gia đình gặp khó khăn. Cô ấy rất không muốn mọi người biết điều này, cho nên với vẻ ngoài tự tin của cô ấy, tự ti đang ẩn núp ở đó. Nếu như đang hành động, thì tôi sẽ nắm lấy điểm yếu này, tiến hành lợi dụng. Anh trưởng giáo vụ, làm sao anh biết được? Để tôi hỏi các người một câu. Có một số người xuất thân nghèo khó, có thể chỉ nhìn là biết trang sức thật hay giả không? Trưởng giáo vụ, sao anh lại nói gia đình cô ấy nghèo khó chứ? Cô ấy rất giỏi phân biệt trang sức là giả hay thật. Điều đó chứng tỏ cô ấy từng thích nó. Nhưng cô ấy nói khi còn nhỏ không thích đồ trang sức. Điều đó chỉ có thể giải thích cô ấy đang nói dối. Vì vậy, cô ấy đã có quá khứ mà không muốn người ta biết. Anh vốn biết rõ. Ngồi xuống. Đây là bài học đầu tiên dành cho các cô. Xui khiến nhận tội. Tình báo giỏi nhất sẽ không trực tiếp hỏi để có câu trả lời. Không phải thông qua lời khai, mà là hỷ nộ ái lạc, chờ cảm xúc dâng trào thì manh mối mới hữu hiệu. Tôi cũng muốn nói với các người, cảm xúc là thứ không đáng tin. Bây giờ các người đã bước vào con đường đầy rẫy dối trá, con đường sinh tử đầy tội lỗi. Nếu các người học không được cách làm thế nào để bộc lộ cảm xúc của bản thân, thì thế cục sẽ giống như nữ sinh số 9, bị kẻ địch phát hiện điểm yếu, một đòn mất mạng. Tôi cảm thấy trưởng giáo vụ đặc biệt rất tốt với cô. Trước đây hai người có biết nhau hả? Cô muốn làm gì? Tìm cô có việc. Cô ấy không có thời gian tiếp cô. Liên quan đến cô à? Cô, các cô đi trước đi. Tôi không sao đâu. Đi đi. Có chuyện gì? Là cô nói hắn ta làm nhục tôi, phải không? Tôi không biết cô nói về điều gì. Nếu vì điều này cô đến đây, cô hỏi nhầm người rồi. Đừng tưởng tôi dễ bị bắt nạt. Chuyện này chưa xong đâu.
Em đang nghĩ cái gì? Có những lúc có vẻ như em không nhận ra anh. Em đang nói đến nội dung lớp học. Đây cũng là khóa học bắt buộc của em. Mỗi từ anh nói ra, lặp đi lặp lại đều có tính toán. Em không muốn trở thành loại người này. Lát nữa đến văn phòng của anh. Tại sao? Đến rồi sẽ biết. Em biết hôm nay là ngày gì không? Là ngày đoàn tụ thứ 100 của chúng ta. Anh vẫn còn nhớ à? Tất nhiên nhớ chứ. Dù anh có quên bản thân mình là ai, cũng không bao giờ quên một ngày quan trọng như vậy. Dân ca, cảm ơn anh. Tùy, thật ra mỗi ngày không cần làm việc quá sức, anh và sư phụ sẽ ở đây bảo vệ em. Nhưng em không muốn cản đường anh. Sao lại cản đường anh? Em không cần phải suy nghĩ nhiều. Em còn nhớ không, ngày đầu tiên chúng ta gặp lại, ngày đó như thế nào? Tất nhiên em nhớ rồi. Lúc đó em giống như con hổ nhỏ vậy, chửi rủa anh. Anh mới giống con hổ đó. Ai bảo cứ bắn người ta lung tung. Nhưng tiếc là chúng ta lúc đó không nhận ra nhau. Nếu anh biết em là Tư Ỷ, nhất định trước ngày kết hôn của em sẽ cướp em đi. Nếu thời gian có thể quay lại thì tốt quá. Nào, đúng rồi, ngày mà em lấy chồng, ba em có nói điều gì quan trọng với em không? Có phải em luôn nghi ngờ nguyên nhân cái chết của ba mẹ em không? Còn bản thân em, sao lại đến trại huấn luyện đặc biệt này? Không lẽ em chưa bao giờ nghi ngờ Tiết Dân Tận có mục đích khác hay sao? Ngày mà em lấy chồng, ba em có nói điều gì quan trọng với em không? Ngày hôm đó em rất bối rối nên là em không nhớ. Sao mà được chứ? Đó là lời trăn trối của ba em. Em nghĩ kỹ xem. Dân ca, tại sao cứ hỏi em chuyện này? Rốt cuộc anh muốn biết điều gì? Anh muốn biết thêm về em thôi, được không? Nếu anh muốn nói dối em thì cứ lừa dối em đến hết cuộc đời, được không? Nói như vậy là em đang khuyến khích anh nói dối em à? Thà rằng anh cứ nói dối em mãi mãi, chứ em không muốn phải gục ngã sau khi biết được sự thật. Vì anh rất quan trọng với em. Em có cảm nhận được trái tim anh không? Trái tim có biết nói dối không? Đừng dùng não mà suy nghĩ, dùng trực giác để cảm nhận, dùng dạ dày để cảm nhận. Dùng dạ dày cảm nhận à? Dạ dày đánh trống là muốn ăn rồi. Em không nghe ra sao? Đang réo rột rột đi kìa. Vậy thì chúng ta ăn trước đi.
Được, cùng ăn thôi. Cạn ly. Trưởng ban, từng lời mà hai người họ nói tôi ghi rõ ra hết. Sao tôi cứ có cảm giác từ ngữ họ dùng phức tạp quá. Ông nói xem, có phải họ đang nói về mật mã không? Quảng Phương, tôi biết cậu đã kết hôn rồi. Vậy tôi hỏi cậu, từng nói lời yêu đương chưa? Yêu đương à? Người đàn ông nói chuyện với người phụ nữ, người phụ nữ nói chuyện với người đàn ông. Không nói gì tình yêu thì là gì? Tôi thật sự không hiểu điều này. Ông cũng biết là lúc đó tôi và bà nhà tôi hãy gặp mặt nhau là động phòng. Về đến nhà tranh thủ đùng đùng đi đi, kết quả đứa trẻ sinh ra đời. Được rồi, nói chuyện đau đầu quá. Trưởng ban, vậy chúng ta tiếp tục theo dõi sao? Cứ thông thả. Alo, sư phụ là con. Dân Nhi, sao vậy con? Hôm nay con lại thăm dò Tư Ý, nhưng con thấy có hơi vội vàng, con sợ cô ấy nghi ngờ. Vậy thì cứ trì hoãn đã. Đúng rồi sư phụ, sắp tới kỳ thi tháng rồi. Mặc dù con trực tiếp huấn luyện, nhưng nền tảng cô ấy quá tệ. Thời gian chuyên viên tôn cho cũng sắp đến, giờ con phải làm gì? Chuyện thi cử con để cấp dưới sắp xếp là được rồi. Còn việc khác thầy sẽ lo, con chỉ cần chăm chỉ thôi. Dạ sư phụ, cảm ơn thầy. Sao rồi? Ông ấy nhận lời nhanh quá. Tôi nghĩ Quảng Phương đang theo dõi tôi. 10 phần thì 9 phần do ông ấy. Lẽ nào ông ấy làm? Cây kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra, thật là hiểm độc. May mà ông ấy xua tan một phần nghi ngờ, nhưng sự tín nhiệm chỉ là tạm thời. Chúng ta phải nhanh. Hiểu rồi. Tôi thấy anh vẫn còn vấn đề cần giải quyết. Ý anh là Tư Ý sao? Vì muốn thăm dò Mã Quệ Long nên cố tình khiến Tư Ý nghi ngờ. Anh không sợ cô ấy hoài nghi sao? Miễn cô ấy an toàn là được rồi. Tôi không nghĩ tới điều gì khác nữa. Đoàn Tư Ý này ở trong đài huấn luyện, kết quả cuối cùng ra sao? Thành tích cũng không tệ. May mà có trưởng giáo vụ tận lực rèn luyện cho cô ta. Vậy nền tảng của nó có phải lúc nào cũng đứng ở cuối không? Cơ bản thì hơi tệ, nhưng mà đang cải thiện nhanh chóng. Tôi nhớ ngày bắn đạn thật đầu tiên, kết quả bắn trung bình là 7 vòng. Thi đấu sức bền, giải mật thư mật mã, điểm những môn này cải thiện nhanh chóng. Cũng có những lúc khiến người ta nhìn bằng con mắt khác. Sắp tới kỳ thi cuối tháng rồi, cậu quan sát kỹ cho tôi. Tôi muốn biết Đoàn Tư Ý thành tích thực sự thế nào. Rõ. Đi đi.
Anh ta ở đó kìa. Cô làm sao vậy? Coi chừng trúng cây bây giờ. Sao vậy? Cãi nhau với anh ấy à? Tiểu Ngư, tôi nghi ngờ anh ta lừa tôi. Tôi không biết đối mặt với anh ấy thế nào. Chuyện gì lại không đối mặt giải quyết được? Cứ nói thẳng là được rồi. Tôi hỏi rồi, nhưng anh ấy lúc nào cũng đánh trống lảng. Vậy nhất định có vấn đề. Đồ đê tiện, lần sau còn như vậy thì đưa đến phòng giáo vụ. Tiểu Ngư, ai đang theo dõi chúng ta? Không nhận ra hả? Mọi người ở đây, có cả đầu bếp, bác sĩ, ngay cả người dọn dẹp, đều là đặc vụ được đào tạo. Bọn họ lúc nào cũng theo dõi chúng ta. Tôi không biết luôn đó. Tùy, trại huấn luyện không phải nơi đơn giản. Cô phải biết tự bảo vệ mình. Nếu nghi ngờ Tiết Dân Tận, hoặc là cô đến hỏi anh ấy tìm câu trả lời, hoặc là xem như không có gì, quan sát anh ấy tìm ra manh mối. Tôi ghét nói dối lắm. Tôi muốn tìm anh ấy nói rõ. Tên của vợ ba là Thu Nhan. Một năm trước được gả vào nhà họ Đỗ. Sau khi Đỗ Vũ Thời chết cũng biến mất. Một năm trước. Vậy có thể nói có người đã lên kế hoạch từ đó. Người này rất có thể là sư phụ anh. Tôi cũng tìm ra danh tính khác của bảy. Đó chính là chị dâu của sư phụ anh. Nếu đây là ván cờ ông ta lập ra thì tôi là con tốt trong ván cờ này. Chính tôi đã khiến Tư Ỷ gặp nguy hiểm. Vậy mà tôi lại mang ơn ông ấy. Sao đi rồi? Tôi đi hỏi cho rõ. Điên à? Đi sẽ chết đó. Nghe tôi một lần đi. Giờ anh định làm gì? Ông ấy tính toán về Tư Ỷ thì làm sao đi? Ông ấy là sư phụ của anh, có ơn với anh. Thế lực cũng rất mạnh. Cậu nói không sai. Ông ấy đã cứu tôi và cứu ba tôi. Nhưng không thể vì ham muốn ích kỷ của ông ấy mà tự tiện giết người đổ oan cho người khác. Đúng rồi, có chuyện này cậu phải giúp tôi. Cứ nói, nếu tôi xảy ra chuyện gì, chăm sóc Tư Ỷ. Điên quá, đó là việc của anh. Cô ấy nghi ngờ Tiết Dân Tận nói dối cô ấy. Cô ấy rất đau khổ, không biết phải đối mặt như thế nào. Còn gì nữa? Sau đó thì tôi bị phát hiện nên cũng rời đi. Tốt, cô làm rất tốt. Cô phải tiếp tục tiếp cận con bé, khiến con bé hoàn toàn tin tưởng. Nhất là chú ý đến Tiết Dân Tận đã nói gì với con bé. Có gì mới phải báo cho tôi càng sớm càng tốt. Sư phụ, sư phụ, sư phụ, vào đi. Sư phụ, sư phụ, thầy bị sao vậy? Đau đầu, bệnh cũ lại tái phát. Đau đầu quá. Để con lấy thuốc cho thầy. Sư phụ, nào, uống viên thuốc đi. Đi. Sư phụ,
hay là đến bệnh viện khám? Đi bệnh viện cũng vô ích. Bệnh của ta, ta biết rõ mà. Con tìm ta có phải có chuyện gì không? Nói đi. Mà thôi, sư phụ nghỉ đi, con quay lại sao? Đợi đã, sắc mặt con không được tốt, chắc chắn có chuyện gì rồi. Nói. Thì là chuyện của Tư Ý. Con lo cho cô ấy. Không biết bên chuyên viên Tôn sao rồi. Sư phụ cũng đã cố hết sức rồi. Sư phụ. Cho con thêm thời gian. Cảm ơn sư phụ. Nhưng mà phải tranh thủ đi làm. Dạ sư phụ. Sư phụ. Sư phụ, nếu bên Tư Ý thật sự có manh mối về tiền quỹ, con sẽ moi tin đến cùng. Đi đi. Đừng quên phải tranh thủ. Dạ. Ra đây đi, ngửi được mùi của anh rồi. Mũi thính thật đó. Núp trên xe tôi làm gì? Tôi lo anh gặp chuyện. Lỡ anh gặp bất trắc, tôi còn kịp rủ sư phụ anh đấu súng. Cảm ơn nhiều. Sau này tốt với ân nhân một chút, không cần lấy thân đền đáp. Không bị lộ chứ? Không biết ông ấy đau đầu thật hay giả nữa. Tôi vẫn chưa hỏi. Ông ấy thăm dò anh. Có thể là vậy. Cũng có thể đang có kế hoạch khác. Tôi cũng không rõ. Ông già này nhất định đang làm chuyện xấu. Nhưng anh yên tâm, miễn bọn họ chưa giải được mật mã thì Tư Ý vẫn an toàn. Chỉ sợ họ bắt Đoàn Khải Phàm, vậy thì rắc rối to. Từ thời khắc này trở đi, Tiết Dân Tẩn quyết định phải luôn để ý Đoàn Tư Ý, bảo vệ cô ấy an toàn. Đây là lời hứa của một người đàn ông chân chính. Sao không phá được kỷ lục ba cái ta? Vậy là giỏi rồi. Dân ca, sao anh tới đây? Vì có người có tâm sự. Dạo này sao rồi? Sao cứ tránh mặt anh? Dân ca, chuyện của ba em có liên quan tới anh không? Anh từng trả lời em rồi mà. Nhưng anh luôn hỏi về di ngôn của ba em. Nếu như em không thích, sau này anh không hỏi nữa. Dân ca, em không có ý đó. Tư Ý, hai người yêu nhau, quan trọng nhất là phải tin tưởng nhau.
Nếu tới em cũng không tin anh thì đó là thất bại nhất đời anh. Vậy em có thể hỏi anh câu cuối cùng không? Nói. Anh có lấp liếm cái chết của ba em không? Không có. Anh xin thề. Em tin anh. Tin là tốt rồi. Sau này đừng hỏi anh nữa. Nghe chưa? Biết rồi. Đúng rồi. Sắp tới kỳ thi tháng. Chuẩn bị sao rồi? Em giỏi lắm. Anh không thấy có người đang ưu ái em hả? Nhớ đó. Em không được đứng bét, cũng không được đứng nhất. Tại sao? Còn hỏi nữa à? Không cho thì thôi. Tôi thấy cô với số 12 không hợp nhau lắm. Không phải đâu giáo quan, tôi luôn nhớ lời anh dặn nên chưa từng nói nhiều. Đừng sợ. Tôi nhận ra cô ngưỡng mộ cô ta có người chống lưng. Chỉ cần cô giúp một việc, tôi sẽ cho cô cơ hội. Nếu không nhờ giáo quan cứu tôi thoát khỏi án tử hình thì tôi đã chết từ lâu rồi. Chỉ cần anh đề cao tôi, anh sai tôi làm gì cũng được. Không cần biết cô dùng cách nào, trong kỳ thi tháng này phải ép số 12 bộc lộ thực lực. Cảm ơn giáo quan cho tôi cơ hội này. Tôi sẽ không để anh thất vọng. Số 12 chuẩn bị tới đâu rồi? Cô không cần bận tâm. Ý có người chống lưng nên mới vậy hả? Có ngon thì đấu với tôi một lần đi. Đấu gì? Thì đấu bằng thành tích kỳ thi tháng này. Không đấu. Sợ à? Tôi không có hứng thú với cô. Đúng là rồng sinh rồng, phượng sinh phượng. Cha mẹ ngu dốt sinh con hèn mọn. Cô nói lại coi. Tôi nói sai à? Cô sống hèn nhát quá mà. Chắc chắn ba mẹ cô cũng vậy. Đố thì đố, sợ gì chứ? Cứ đợi mà xem. Tôi cho các cô 5 phút để ghi nhớ mật mã trong sổ. Sau đó sẽ bắt đầu thi. Sau khi nhận được điện báo, dùng máy đánh chữ để phiên dịch ra đoạn mã tương ứng nội dung điện báo. Rõ chưa? Rõ. Nhiều vậy sao mà nhớ hết được? Im miệng. Ngồi. Bắt đầu. Hết giờ. Bắt đầu nhận điện báo.
Nhớ sai mật mã hoặc bấm nhầm phím, cây kim sẽ lòi ra. Tiếp tục. Giờ. Cô thua chắc rồi. Mới vòng đầu thôi, đừng vội mừng. Số 17, số 12, ra khỏi hàng. Chuẩn bị. Bắt đầu. Cố lên. Thành tích số 12 không tệ. Mấy ngày không gặp, đã thay đổi nhiều. Nhờ giáo quan quản huấn luyện tốt. Câu này tôi đâu dám nhận. Cho nên giáo quan quản phải tiếp tục cố gắng, chứ không phải đặt điều sau lưng người khác. Phần thi tiếp theo là đối quyết trong rừng. Ai bắn trúng càng nhiều người và bị dính đạn càng ít mới giành được chiến thắng. Bây giờ tôi phải cảnh cáo. Thứ nhất, đạn rỗng trên người mỗi người có màu khác nhau, đừng hòng giở trò để qua ải. Thứ hai, phần thi này chiếm tỷ lệ trong thành tích tương đối cao, đừng có mềm lòng. Mềm lòng là bị đuổi liền, hiểu rõ chưa? Mọi người nhớ lấy, nếu bắn trúng bộ phận quan trọng ở cự ly gần có thể gây tử vong. Cho nên mọi người phải chú ý. Tiếp theo, tôi phát súng cho mọi người. Số 1, có. Chú ý an toàn. Rõ. Số 2, có. Cẩn thận. Cảm ơn. Số 7, có. Chú ý an toàn. Cảm ơn. Số 9, có. Cẩn trọng. Cảm ơn. Số 12, có. Chú ý an toàn. Cảm ơn. Đừng chạy. Đứng yên. Không có đạn. Số 12, có.
Chú ý an toàn. Tiểu Ngư, là cô sao? Đứng yên. Đứng yên. Cô đứng yên. Vậy thì coi ai bắn nhanh hơn. Cô tính làm gì? Làm gì hả? Tất nhiên là cho hai cô ăn đạn rồi. Giờ đang đứng gần vậy, cô tính mưu sát hả? Chết hay không thì phải bắn thử mới biết. Tôi muốn bắn lắm rồi. Số 9, lần này gặp được cô đúng là ngồi mát ăn bát vàng. Lại là cô. Tôi đây. Sao hả? Tôi chỉ học theo cô thôi mà. Các người rất giỏi. Số 7, số 12, mau rời khỏi đây. Tôi không nhẫn tâm như số 9 đâu. Tôi không thích đánh úp sau lưng. Cảm ơn Phi tỷ. Không có chi. Có sao không? Không sao. Sao lại cứu tôi? Lần trước tôi cướp quy hiệu của cô mà. Không thể thấy chết mà không cứu. Tôi phân rõ ân oán. Lần này coi như tôi nợ cô. Tôi đi tìm số 9 báo thù. Hai cô cẩn thận. Tại sao số 9 liều mạng quá vậy? Cô giơ súng mà cô ta cũng không chùn bước. Súng của tôi không có đạn. Chắc cô ta thấy. Sao lại như vậy? Có người hại cô à? Không biết. Súng này do anh ấy phát. Không lẽ anh ấy... Đi, mau đi hỏi anh ấy. Tiểu Ngư, lần này để tôi lo. Không biết gõ cửa à? Trưởng giáo vụ, phiếu kết quả này là sao? Chuyện gì? Số 12 trong phần thi trong rừng không bắn trúng người nào mà sao được điểm cao vậy? Thì cô ấy không bị thương mà. Trúng đạn một lần. Trúng đạn một lần nhưng không bị thương nặng. Với lại kết quả trước đó rất tốt. Tới anh còn khen mà. Đây là hai chuyện khác nhau. Thi cử không công bằng thì tổ chức kỳ thi thắng làm gì? Tôi không cần anh phải dạy tôi. Tôi nói cho anh biết, từ hôm nay quỷ bỏ chế độ sàng lọc. Cút ra ngoài. Cậu không có quyền quỷ bỏ chế độ. Cậu lạm dụng chức quyền. Biến. Mọi người giỏi quá. Chị ngầu quá. Tiểu Ngư, cô đứng nhất rồi, chúc mừng nha. Cô được hạng 3, tôi cũng chúc mừng cô. Hai chị ngầu thiệt. Em còn không lọt được top 10. Hạng gì thì cũng được. Tránh ra đi. Đan Thần, phiên dịch mật mã điểm tối đa. Có mình cô đạt điểm tối đa. Cô giỏi quá.
Đúng rồi đó, tôi chỉ là ăn may thôi. Ăn may? Cô quay cướp chứ gì? Cô nói cái gì đó? Còn giả ngơ không biết. Tôi bắn trúng cô trong rừng, sao vẫn chỉ đứng hạng tư? Dù sao đi nữa điểm tôi cũng cao hơn. Có người đòi cược với tôi mà. Mọi người coi nè, người ta ỷ có người chống lưng nên quay cướp. Phiên dịch mật mã khó vậy mà được điểm tối đa, hợp lý không? Số 9, sao lại đặt điều chứ? Cô nói ai? Số 9 đừng nói nhảm nữa, tôi nói sự thật thôi. Cô dám đánh người hả? Ý có người chống lưng nên ăn hiếp người khác à? Mau đứng dậy cho tôi. Đừng diễn nữa, mau đứng lên. Đừng đụng vào. Các người đánh tôi, các người đánh tôi, đừng đụng vào. Đánh người? Các người ăn hiếp tôi. Ồn ào gì đó, im miệng. Giáo quan quản, số 12. Không nghe giáo quan kêu im à? Số 12, theo tôi. Giải tán, nhanh lên. Giáo quan quản, tôi làm theo ý của anh rồi. Anh hài lòng không? Tốt lắm, biểu hiện không tệ. Thôi về trước đi. Sao lại đánh nhau? Dân ca, tại sao súng của em không có đạn? Vì anh đã giở trò. Tại sao? Nếu trong trại huấn luyện vẫn còn kẻ thù của em, biểu hiện của em quá tốt sẽ khiến họ chú ý. Vậy tại sao anh sửa thành tích của em? Em làm sao mà đạt được hạng 3? Vì họ không để ý tới học viên quay cướp. Sao anh làm việc gì cũng không báo cho em biết? Anh có biết là lúc em ở trong rừng đã suýt bị Tăng Cửu Nhã bắn chết rồi không? Mọi nỗ lực của em giờ đổi lại chỉ là cái mác một học viên quay cướp. Em thật sự không hiểu nổi anh. Tiết Dân Tẩn tốn công tính tới tính lui, lại quên tính trường hợp Tăng Cửu Nhã lợi dụng cơ hội này đối phó Đoàn Tư Ỷ. Nhưng mà anh ấy không cách nào giải thích, chỉ hy vọng kế hoạch này thành công giấu được Mã Quệ Long. Trưởng ban, ông quản Tiết Dân Tẩn đi, hắn cứ lạm dụng chức quyền. Cậu cảm thấy Tiết Dân Tẩn bao che cho Tư Ỷ à? Tất nhiên. Tôi kêu Tăng Cửu Nhã xúc phạm ba mẹ Đoàn Tư Ỷ rồi thách đấu nhau. Dựa theo tính toán Đoàn Tư Ỷ, cô ta chắc chắn không nhịn. Ngoài ra, trên bàn của Tiết Dân Tẩn, tôi nhìn thấy cả tờ đáp án cậu ta để lộ đề. Được rồi, chuyện này cứ để vậy đi. Trưởng ban, ông luôn bao che cho hắn, sao tôi dẫn dắt được cấp dưới? Dẫn dắt được không là chuyện của cậu. Đi đi. Rõ. Tôi đi. Nói với Cam Thảo, điều tra chuyện này cho tôi. Học viên số 12 trong kỳ thi có gian lận hay không? Mau làm đi.
Chị ơi, cho em hỏi với. Hỏi đi. Số 9 nói chị gian lận, có phải thật không? Cô gái nhỏ nói gì đó? Số 9 nói bậy mà cũng tin. Cô bé này không có não mà. Em xin lỗi, em sai rồi. Em chỉ thắc mắc thôi. Cô ấy nói đúng, tôi đã gian lận. Cô nói gì vậy? Sao có thể? Có chuyện gì vậy? Thành tích của tôi là giả. Tôi thấy ngại khi nhận được hạng 3. Đừng nói bậy. Sao vậy? Chuyện là sao? Các bạn học viên, trước hết tôi xin chúc mừng mọi người thuận lợi vượt qua kỳ thi. Vất vả rồi. Trưởng giáo vụ, đây là tiệc khiêu vũ chúc mừng chúng tôi vượt qua kỳ thi sao? Bạn học viên, khiến cô thất vọng rồi. Thật ra buổi tiệc này cũng là một trong những khóa học bắt buộc, lễ nghi. Thưa các bạn, trại huấn luyện cố tình mô phỏng một vũ hội dành cho mọi người. Bắt đầu từ hôm nay, các bạn sẽ được học cách để hòa nhập vào xã hội thượng lưu, với những vũ điệu tuyệt đẹp, những phát ngôn sâu sắc, trở thành những quý cô thanh lịch. Tiếp sau đây, tôi sẽ mời một học viên hoàn thành điệu van lãng mạn này cùng tôi. Sao vậy? Lại cãi nhau hả? Cãi nhau được thì tốt rồi. Đến rồi kìa. Mời tiểu thư khiêu vũ với tôi được không? Tôi không biết khiêu vũ. Để tôi dạy cô. Tôi không muốn học. Sao không phải là em chứ? Từ chối người khác như vậy bất lịch sự lắm. Thôi nào, đi đi. Đi đi. Đừng căng thẳng. Thẳng lưng, cao đầu, nắm tay lại. Hỏi các bạn gái, các chị em muốn cướp đàn ông thì nhanh lên. Được. Được. Giáo quan Quảng, mời anh khiêu vũ được không? Tôi sao? Tôi vẫn muốn khiêu vũ với anh. Anh nhảy với tôi nha. Tôi nhảy dở lắm. Tôi chỉ anh. Cảm ơn. Điều nhảy đầu tiên của mình, tôi muốn dành cho người đàn ông ưu tú nhất. Sao lại chọn em? Có thể coi đây là cách để xin lỗi em. Anh sai gì mà phải xin lỗi? Nhiều điều phải xin lỗi. Biết sao anh muốn nhảy với em điều này không? Tại sao? Vì đây là điều nhảy đầu tiên của anh. Anh muốn tặng cho em. Cô ấy sao vậy? Cô lại xỉu rồi. Có chuyện gì vậy? Đưa đến y tế. Nhanh. Nhanh. Mau lên. Lát anh quay lại. Chờ anh nha. Có chuyện gì vậy? Chắc bị bệnh sau đó. Tôi muốn đi theo. Tôi đi với. Đi. Cẩn thận đó. Chị ơi.
Học viên đó sao rồi? Tất nhiên chết rồi. Sao anh lại làm vậy? Chế độ sàng lọc do cậu đề xuất mà. Đương nhiên phải tiễn cô ta về nhà. Còn hỏi nữa, tôi nói hủy bỏ rồi mà. Tôi chưa thấy văn bản chính thức. Hơn nữa chính trưởng giáo vụ đã áp dụng chuyện này ở Nam Kinh mới thành công lên chức công việc. Còn bày đặt làm người tốt, dù là như vậy anh cũng đâu thể ra tay trước mặt mọi người. Tôi sợ vài người đắc ý quá mà quên mất đây là trại huấn luyện chứ không phải Thượng Hải. Được, Quảng Phương, vừa rồi anh với Su Chính nói chuyện rất vui vẻ. Còn nhảy cùng cô ấy điệu đầu tiên, đúng là hiếm có. Ý gì đây? Không có gì cả. Tôi chỉ không muốn đợt thi tới cô ta đứng chót thôi. Bằng không tôi sẽ đích thân tiễn cô ta. Tiểu Ngư, họ nói việc tiễn về nhà có phải là... Về nhà chính là chết. Học viên bị giết hôm nay chính là người xếp chót kỳ thi này. Anh ấy nói vì tôi mà cố gắng giành lấy vị trí này. Cũng chính là nói quy tắc chết tiệt này do anh ấy đặt ra. Hèn chi anh ấy luôn nói không muốn tôi đứng cuối. Hóa ra cái gì anh ấy cũng biết, lại giờ không biết, còn ở đó giả bộ quan tâm tôi. Tiểu Ngư, tìm anh ấy hỏi rõ đi. Tôi hỏi rồi. Anh ấy luôn nói là vì bảo vệ tôi, kêu tôi đừng hỏi nữa. Vì bảo vệ người mình yêu mà sẵn sàng hy sinh người vô tội. Đây là kiểu suy nghĩ gì vậy chứ? Tiểu Ngư, tôi xin lỗi. Xin lỗi Tuyển, chuyện này không liên quan đến cô, không cần xin lỗi. Tôi đang rất bối rối. Mỗi ngày tôi đều muốn gặp anh ấy, nhưng vừa gặp thì tôi lại nghĩ tay anh ấy đang nhuốm đầy máu của các học viên cùng lớp. Tôi không biết anh ấy nói câu nào là thật, câu nào là giả. Tôi cảm thấy anh ấy rất xa lạ. Nếu cô luôn thấy nghi ngờ anh ấy, sao không học cách ngụy trang chính mình? Chỉ có như vậy cô mới biết anh ấy là người ra sao. Nếu tôi cũng lừa anh ấy, vậy không phải giữa tôi và anh ấy chỉ còn sự dối trá sao? Tiểu Ngư,